Hôm nay các con xem cô hai có món gì, trên tay cầm bánh mì xông quýt, một tay thì cầm hột gà. Cô hai làm món gì cho con ăn với? Vào bếp làm đi thôi, bắt đầu chét bơ lên, nóng chảo rồi cho hột gà vào ốp la. Làm hai cái sẽ có hai loại khác nha. Cái này là một cái thứ nhất, còn một miếng thịt nguội làm cái bánh này luôn. Nói không phải nói chắc là ngon nhất từ trước đến nay. Cũng đã chín được một cái rồi nè. Đến cái thứ hai chét bơ đậu phộng lên. Trong tủ lạnh còn đâu một cục khô ma cò cười làm luôn thể. Mỗi món nó có hương vị ngon khác nhau. Cho một trứng gà ốp la lên, cho một ít chà bông. Trong tủ lạnh có cái gì làm cái đó, không cần đầy đủ mới làm được. Chỉ mua một bịch bánh mì xông quýt thôi, còn lục trong tủ lạnh có tất cả. Nướng rất là nhanh, chỉ có 5 phút là vàng. Mới nướng còn nóng, cắt ra rất là thơm. Nhìn cô hai lật lại bên trong ruột hấp dẫn chưa? Cầm nó còn nóng muốn ăn liền. Để chút nha, để xịt tương ớt lên đã. Mời các con ăn cùng cô hai ngon miệng nhé. Ăn cảm nhận ngon hơn tiệm làm, hay là chắc đói bụng quá ăn cái gì nó cũng thấy ngon. Gặp đôi lại quá dày dày cắn một miếng hả họng ra rất là to. Định kỳ này giảm cân mà ăn như vậy làm sao mà giảm cân được.